Đồ gỗ Bảo Đại chúng em xin kính chào tất cả các bác. Video hôm nay muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những cái clip vừa qua ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu, em có một tác phẩm nghệ thuật, một con chim đại bàng săn mồi, chất liệu là gỗ chắc. Đầu tiên thì em đo thông số ạ, kích thước của con chim đại bàng này cũng rất là to ạ. Phần chiều ngang ạ, phần sải cánh rộng nhất em đo là 64 cm, cao khoảng 40 cm. Tượng ạ, một con chim đại bàng săn mồi, chất liệu là gỗ chắc, chất gỗ đỏ đen ạ. Còn xem phần sải cánh ạ, bục chạm rất là sắc nét, để những phần móng vuốt ạ, bục chạm kinh bầu nha các bác. Đây là phần mắt ạ. Đây là phía dưới nha các bác, phần dưới là nũa, chất gỗ đỏ đen, hàng đục chạm rất là kinh bong. Dưới đây ạ, một con cá đại bàng săn mồi. Quay mặt sau các bác có thể là xem được kỹ, kích thước to nha các bác. Đây mặt sau ạ, tác phẩm ạ, không chê vào đâu được, rất là nặng luôn ạ, với kích thước to. Các bác sưu tầm, các bác chơi trưng bày, có thể để ở bàn uống nước ạ, có thể là để trên kệ ạ, trên bàn. Vậy em báo giá với con chim đại bàng săn mồi gỗ chắc này có giá là 4.300.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến là em có một ông cụ di nạc, ông cụ di nạc với chất liệu là gỗ chắc, là nũa tự nhiên, hàng nguyên khối. Và em đo thông số kích thước, chiều ngang em đo 24 cm, chiều cao là 13 cm. Đây là một tượng ông cụ di nạc, cụ cười rất là hoan hỉ ạ, cái tay cũng cầm thỏi vàng. Bên đây là một chú tiểu ạ. Đấy, phần dưới đây ạ, chú cụ đã ngồi trên một bao tiền nhỉ các bác, rất nhiều những đồng tiền và những thỏi vàng với chất gỗ đỏ đen. Đây là nũa tự nhiên, hàng nguyên khối luôn ạ, vần gỗ nó không chê vào đâu được. Vậy em báo giá ông cụ di nạc gỗ chắc này có giá là 1.700.000, em bao bị phí ship cho các bác. Tiếp đến em có một chiếc gạt tàng, chất liệu là gỗ chắc ạ, và thông số kích thước, chiều ngang là 10, em đo là khoảng 15 cm, cao là 6 cm. Phần dưới là bọc đồng nha các bác, chất gỗ đỏ đen ạ, một chiếc gạt tàng với chất liệu gỗ chắc. Và đây là bên trong có một chiếc đĩa, bạn đựng gạt tàng vào đây ạ, chất gỗ đỏ đen. Và với chiếc gạt tàng gỗ chắc này có giá chỉ 700.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến có một chiếc khay trà, chiếc khay trà này có chất liệu là gỗ cẩm nai, và thông số kích thước em đo chiều ngang là 35 cm, sâu 25 cm. Chiếc khay trà chất liệu gỗ cẩm nai, kích thước vừa và nhỏ. Đây ở bên trên ạ, đục chạm những con lồng hóa, và dưới là những đường nét họa tiết hoa văn. Dưới chiếc khay trà này có một chiếc đĩa ở dưới ạ, và có thể là sử dụng được nước ạ, vệ sinh được sạch sẽ. Chiếc khay trà này đục chạm là tứ diện, bốn mặt đục chạm là như nhau. Và đây là bên trong lòng khay ạ, đường nét hoa là tây. Để kích thước là 25 x 35. Và chiếc khay trà cũng cầm nai này có giá chỉ 1.500.000, em bao miễn phí ship. Và tiếp đến ạ, chúng dưới bên đây em có một bộ trúc nam gỗ gụ. Bộ trúc nam chất liệu gỗ gụ hay còn gọi gụ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Bộ gồm tổng là có 7 món, gồm có 4 ghế, 2 đôn và một bàn, một chiếc bàn tròn. Và thông số kích thước, đường kính của mặt bàn em đo là 90 cm, bàn cao là 77 cm. Đây là phần liễu ạ, phần liễu được chạm những quả dưa, những chữ thọ.
Chữ bàn đục trạng là tứ diện, bốn mặt đục trạng. Bên trên là những ống trúc, mắt trúc ạ. Và đây là phần những trụ chân ạ, gỗ liền nạc dày dặn, những trụ chân đều được đục trúc hết ạ. Đây là mặt bàn nha các bác. Nòng ván bên trong ạ, đây là một viên đá, viên đá tròn, đá nguyên khối luôn. Tiếp đến thì với bốn chiếc ghế kích thước là như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của ghế, chiều ngang vào khoảng là 59 cm, ghế sâu là 48 cm và chiều cao lên đến chỗ ngồi em đo vào khoảng 45 cm. Đây là phần chương trên ạ, để đục chạm những con chim ạ. Và dưới này được đục chạm ạ, nho cuốn trúc, hàng đục chạm sắc nét, và tất cả bên trong đều là những viên đá tròn, đá vân mây nha các bác, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là phần tay ạ, tay cũng được đục trúc. Tất cả lòng ván ghế là ván liền hết. Đây là phần liễu ạ, cũng đục trúc nha các bác. Với phần chân em đo là 7 cm. Phần chân cũng, đây là những ống trúc, mắt trúc ạ, đục chạm tới cuối chân. Chiếc ghế hàng đục chạm là tứ diện, đây là hai bên hông. Và là mặt sau nha các bác. Mặt sau đục chạm đúng như mặt trước luôn ạ, mặt sau ốp gỗ. Và bên ngoài là đục chạm ạ, nho cuốn trúc. Tiếp đến thì với hai chiếc đôn kích thước này như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Đường kính của mặt đôn em đo là 35 cm, đôn cao là 43 cm. Đây là với hai chiếc đôn ạ. Phần điếu đục trúc nha các bác, chân cũng đục trúc luôn ạ, bốn mặt đục chạm như nhau. Để bên trong lòng đôn ạ, cũng là bên trong lòng đôn là đá nha các bác. Em quay chi tiết về những chiếc ghế còn lại, bác có thể là xem được kỹ hơn với một bộ ghế ạ, trúc nam, trúc nam gỗ vụ ạ. Phần nó đục chạm nhau cuốn trúc và tất cả ô đá là đá tròn. Chất gỗ này em bao đẹp bạn này, nặng liền nè. Với bộ ghế trúc nam gỗ vụ này các bác kê phù hợp với mọi không gian, gồm có 4 chiếc ghế đế nhỏ ạ, 4 chiếc ghế đơn và 2 đôn, các bác có thể là kê ạ. Có thể là di chuyển cũng rất là tiện nghi. Và khi giao lưu thì em sẽ kiểm tra và làm bóng sạch sẽ và xi sáp cẩn thận trước khi giao. Và các bác nhận hàng kiểm tra mới thanh toán. Và em báo giá bộ trúc nam gỗ vụ này có giá là 27 triệu. Em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến xuống dưới bên đây em có một chiếc khay nam được khảm cảnh chim hoa. Chiếc khay nam này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi vụ mật. Và thông số kích thước, chiều ngang là 52 cm và chiều cao là 28 cm. Một chiếc khay na là được khảm cảnh chim hoa với chất liệu là gỗ vụ hay gọi vụ mật, và chất ốc đã ngả màu theo thời gian 5 tháng, hàng được cắt tỉa và làm thủ công, gỗ đồng như một khối luôn, và ở bên ngoài là được đục trúc. Với chiếc khay nan này các bác sưu tầm, các bác chơi trưng bày và có thể làm thành một chiếc khay trà. Và giá của chiếc khay nan này có giá 2.500.000, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến xuống dưới bên đây em có một bức tượng một ông cụ di nạc đang kéo một bao tiền, chất liệu là gỗ hương, đây là nũa tự nhiên luôn ạ, hàng là nguyên khối rất là nặng. Rồi em đầu tiên là em đo thông số kích thước của tượng. Chiều ngang em đo khoảng 62 cm. Chiều cao của tượng khoảng 40 cm. Em đo từ chân đế mà lên đến đỉnh của tượng khoảng 60 cm. Đây là với ông cụ Di Lặc ạ. Gương mặt cụ cười rất là tươi ạ. Một tay cụ vác một cành đào. Hàng đục chạm sắc nét, gỗ tự nhiên, hàng nguyên khối ạ. Chất gỗ và vân gỗ thì không chê vào đâu ạ. Bên đây một tay cụ đang kéo một bao tiền, những đồng tiền.
Em quay ra mặt sau, các bác có thể là xem được kỹ hơn ạ, với một bức tượng của cụ Di Lặc ạ, rất là to và nặng, các bác có thể là để ở trên đôn ạ và trên bàn uống nước ạ. Với kích thước chiều ngang của tượng là 62 cm, chiều cao của tượng là 40 cm, là từ chân đế mà lên đến đỉnh của tượng là 60 cm. Em còn đo kích thước ạ, có thể là ướm ạ, để kê ạ, phù hợp với không gian. Và giao lưu này em cũng sẽ kiểm tra và phun bóng lại sạch sẽ. Và với bức tượng ông cụ Di Lặc gỗ hương đang kéo một bao tiền này có giá là 4 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp về đến ạ, xuống dưới bên đây em có một bộ trường Tam Sơn, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật, bộ gồm tổng là 5 món, gồm có 2 chiếc ghế dài, 2 đôn và 1 bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn. Chiều ngang của bàn là 55 cm, bàn dài là 115 cm. Đây là phần chân bàn, phần chân em đo là 8 cm, chân được đục chạm đầu nâng chân cá, đục chạm và khảm tới cuối chân. Phần liễu bàn được đục chạm chim hoa với chất ốc sa cừ. Và chiếc bàn được chạm và khảm là tứ diện, bốn mặt là như nhau. Đấy, bên trên là được khảm những đường dây neo liên chi và phần liễu được khảm là chim hoa. Dưới bàn có một chiếc sàn có thể là đựng đồ. Và đây là mặt bàn. Bên trong lòng bàn một phiến đá tự nhiên ạ. Đá vân núi rất là đẹp luôn. Và tiếp đến với hai chiếc ghế dài kích thước như nhau, em đo thông số đại diện một cái. Chiếc ghế tổng chiều dài 190 cm, ghế sâu là 58 cm và chiều cao lên đến chỗ ngồi của ghế là 49 cm. Đây là bộ trường Tam Sơn, phần tựa là gồm có 3 nô. Tất cả bên trong đều là những viên đá tự nhiên vân núi ạ. Và bên ngoài được đục chạm và khảm chim hoa. Hàng đục chạm và khảm sắc nét. Đây là với phần thành khung ạ, được khảm những đường dây neo liên chi. Phần tựa là gồm có 3 nô ạ. Tất cả phần tựa tay ạ, hiện tại đều là mộng tháo rời nhớ bác, mộng mạc chắc chắn. Giao lưu là cơ sở bỏ đại bao miễn phí ship và lắp lát tại nhà. Một chiếc ghế rất là nặng luôn, cũng phải 4 đến 6 người khinh. Và tựa tay là mộng tháo rời. Phần chỗ ngồi đây cũng gồm có 3 ô đá, những viên đá vân núi ạ. Vân đá thì không chê vào đâu được, rất là đẹp luôn. Và đây là phần chân nhà các bác. Chân cũng đục chạm đầu nâng chân cá. Chân em đo 12 cm, cực kỳ dày dặn, đục chạm khảm tới cuối chân. Đấy, phần tay cũng được khảm chim hoa. Chiếc ghế hàng đục chạm và khảm là tứ diện bốn mặt. Và mặt sau cũng được đục chạm và khảm đúng như mặt trước. Để các bác xem mặt sau đẹp, đều được khảm ạ. Và đục chạm rất là chi tiết. Để chất gỗ này em bao lành nặng liền nặng. Đây là mặt sau đấy ạ. Chân là 12 cm. Phần trên cũng được khảm những đường dây neo. Và phần liễu dưới là được khảm ạ. Khảm cảnh. Và tiếp đến đây là hai đôn kích thước như nhau. Em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của đôn là 50 cm. Sâu là 40 cm. Đây phần liễu cũng phần chân cũng được đục chạm đầu nâng chân cá. Tất cả phần liễu đục chạm và khảm ốc. Đồ đục chạm khảm tứ diện, bốn mặt như nhau. Tất cả dưới đôn và bàn để có sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Đây chiếc ghế thứ hai, em quay chi tiết ạ. Chiếc ghế thứ hai. Đây ạ, phần tựa là gồm có 3 nô. Bên ngoài để đục chạm và khảm chim hoa. Bên trong là những viên đá, đá vân núi rất là đẹp luôn. Phần tay cũng được đục chạm. Và bên trong cũng là gồm có 3 ô đá. Với kích thước của chiếc ghế chiều dài là 190 cm. Bác ngồi thưởng thức trà cũng rất là thoải mái ạ. Và buổi trưa các bác có thể là nằm nghỉ ngơi thư giãn được luôn. Với bộ trường Tam Sơn này, khi ra đường em cũng sẽ kiểm tra cẩn thận và phun bóng lại sạch sẽ trước khi giao đến tận nơi. Các bác nhận hàng kiểm tra mới thanh toán.
Và em báo giá bộ trường Tam Sơn 5 món này có giá là 42 triệu, em bao miễn phí ship lắp ráp tại nhà. Và tiếp đến là nên bên trên đây em có một bức tranh Vinh Quy Bái Tổ, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Và thông số kích thước của bức tranh chiều ngang là 197 cm và cao là 97 cm. Với một bức tranh ạ. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. Với chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Bức tranh được khảm ốc xa cừ với chất ốc 7 màu. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ nói về những người con thành đạt nhớ về quê hương. Hàng được cắt tỉa rất là tơ tóc, sắc nét. Và là đến bên ngoài khung ạ, ngoài khung cũng được được chạm những đường nét ạ, những đường chuyện, những đường nét hoa lá tây. Và cũng được khảm phần ngoài khung ạ, cũng được khảm ốc. Với kích thước của bức tranh chiều ngang là 197 cm và cao là 97 cm. Các bạn có thể là ướp treo phù hợp với không gian. Và đằng sau tranh có ra đồ gỗ Bảo Đại cũng đã ra cố những móc treo. Và em báo giá bức tranh Vinh Quy Bãi Tổ này có giá là 12 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và xuống dưới bên đây, sản phẩm một siêu phẩm ạ, bên cơ sở Bảo Đại, một bộ tranh tứ quý, chất liệu là gỗ chắc, bộ gồm là 4 tấm. Và thông số kích thước của bức tranh, tổng chiều cao là 115 cm, chiều ngang là 34 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Một bộ tranh tứ quý với chất liệu là gỗ chắc ạ, và được khảm trên nền gỗ chắc. Đây là những phần trắng ở đây ạ, đó là ngà. Với phần thân đây là gỗ xưa, kết hợp là đá quý. Đây là những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm, hàng được đục chạm cắt tiền nộp, tơ tóc sắc nét. Và phía dưới là được khảm những cây sen, những bông hoa sen. Tất cả lòng ván bên trong là ván miền. Hàng được cắt tỉa, cực kỳ là tơ tóc và sắc nét. Với bên đây được khảm ạ. Đấy, những phần trắng ở đây là ngà, và phần đuôi, phần thân là gỗ xưa nhà các bác, gỗ xưa đỏ Việt Nam. Còn đây ạ, những phần xanh và đỏ ở đây là đá quý ạ. Đây là những phần ngoài khung ạ, cũng được khảm những đường nét họa tiết, những đường chuyện, những góc là những con rơi ngậm kim tiền. Cũng được khảm ạ, và đục chạm chạy quanh liềm khung. Đây các bác xem ạ, những con chim được cắt tỉa và phối màu rất là có hồn. Và các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác ạ về siêu phẩm gỗ tranh tứ quý gỗ chắc này. Hàng cắt tỉa siêu kỹ luôn ạ, được cắt tỉa và phối màu ạ, không chê vào đâu được. Và chân gỗ này nặng niềm nè. Phía dưới được khảm những cây sen, những bông hoa sen và những góc là những con rơi ngậm kim tiền. Với chất gỗ này em bao đẹp luôn ạ. Với kích thước là cao là 115 cm, chiều ngang là 34 cm. Và em cũng báo giá với siêu phẩm bộ tranh tứ quý gỗ chắc này có giá là 38 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Sản phẩm cuối cùng mà video hôm nay em muốn giới thiệu, em có một chiếc bàn tàu, chiếc bàn trưng bày đồ, chất liệu gỗ vụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật. Thông số của chiếc bàn chiều ngang là 130 cm, bàn sâu 40 cm và cao là 81 cm. Một chiếc bàn trưng bày đồ được đục chạm sóc nho. Đây phần điệu nha các bác, đục chạm sóc nho ạ. Phần chân là được đục chạm ạ. Đục trúc nhà các bác, những ống trúc, mắt trúc ạ. Chiếc bàn đục chạm tứ diện, mặt sau đục chạm đúng như mặt trước luôn. Đây là phần chân ạ, trụ chân dày dặn được đục trúc.
Đây là mặt đồn ạ, với lòng ván bên trong là ván liền, chất gỗ liền nạc dày dặn. Vân gỗ đó cũng rất là đẹp ạ. Với kích thước của chiếc bàn tàu này chiều ngang là 130 cm, mà có thể là bên trên ạ, trưng bày đồ ạ. Và gian lưu em cũng sẽ kiểm tra và xi sáp sạch sẽ. Chiếc bàn tàu này có giá là 5.200.000, em bao bị phí ship cho các bác. Và các bác xem video thì hay thì đẹp có thể cho cơ sở một like, một đăng ký kênh. Em có thêm được phát triển kênh là thật nhiều những video mới giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác về tất cả các sản phẩm bên cơ sở bảo đảm. Em muốn xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.